Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với GoStro. Sau đây sẽ là cách sử dụng template bán hàng tự động của GoStro. Các bạn theo dõi nhé. Đầu tiên, vào web gostro.co, đăng nhập tài khoản của bạn. Vào mục cửa hàng, nhấn chọn sale. Sau đó lựa chọn template bán hàng phù hợp với nhu cầu của bạn. Bây giờ bạn chỉ cần chỉnh sửa một số yếu tố trong template để đúng với nội dung livestream nữa là được. Nếu bạn muốn thay tiêu đề khác thì bạn xóa cái cũ đi, sau đó thêm tiêu đề mới vào. Nhấn dấu cộng, chọn mục hình ảnh và nhấn vào đây để tải ảnh tiêu đề lên. Tiếp theo, xóa hình ảnh sản phẩm có sẵn và thêm hình ảnh hoặc video sản phẩm mà bạn muốn bán trong livestream vào bằng cách nhấn dấu cộng, chọn mục video và nhấn vào đây để tải video lên. Xóa chữ logo và thêm logo của bạn vào. Thay đổi cú pháp đặt hàng bằng cách nhấn vào đây và chỉnh sửa ở góc phải màn hình điều khiển. Chỉnh sửa tương tự với mã hàng, số hotline, chuỗi bình luận. Nếu thấy cỡ chữ nhỏ quá thì bạn có thể tăng kích cỡ lên. Tất cả những yếu tố được thiết kế sẵn trong template bạn đều có thể thoải mái chỉnh sửa, xóa hay là thêm các yếu tố khác vào đều được nhé. Sau khi đã hoàn tất chỉnh sửa, bạn phát livestream nữa là xong. Và đó là cách sử dụng template bán hàng tự động của GoStro. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.